Chào bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn sửa nguồn của máy lọc nước RO. Thì nguồn của máy lọc nước RO thông dụng trên thị trường bây giờ là sử dụng nguồn biến áp sắt từ. Cái này rất là đơn giản. Của cái nguồn biến áp sắt từ này qua một hệ thống chỉnh lưu gồm 4 con iốt và một cái tụ hóa lọc nguồn. Đây là tụ 470 mi 50V, vì cái nguồn của cái máy lọc nước này hoạt động với điện áp 24V, chân tụ hóa của nó sẽ là 50V. Thì đúng là sửa cái này nó rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta trong những cái trường hợp là không có đầy đủ dụng cụ của chúng ta sẽ test như thế nào. Thì gần như tôi nói thật với các bạn là khi mà những cái nguồn này nó bị hỏng ấy, thì phần lớn nó chỉ nổ như con diode này đây. Đấy, con diode này. Và nó hoặc là nó phụ tụ hóa này, thì chúng ta chỉ có thay diode với tụ hóa thôi. Còn phần lớn cái biến áp này nó bị hỏng ấy, thì là rất là hiếm nhá. Có nhưng mà rất là hiếm. Thì để thay được cái diode này, nó là có diode ở trong những cái nguồn này sử dụng con RL207. Đây là loại diode nắn điện 2A. Dòng điện 2A. Thế nên là các bạn đã có thể lấy rất là dễ dàng. Trong những trường hợp mà các bạn có thể lấy ở cái nguồn ATX máy tính như này, 4 cái con diode nắn điện đầu vào này. Đấy. Đây là những cái nguồn ATX cổ nhé, nó sử dụng cái con RL205, là một con diode tiêu chuẩn nắn điện 2A. Đấy, không? Ha, nếu mà tiện nữa, các bạn có thể sử dụng gần như tất cả các cái nguồn ATX ấy, thì bây giờ nó đều sử dụng cầu diode ấy. Các bạn có thể lấy cầu diode này như này, thì các bạn đấu như này, hai cái dầu ngã này trên cái cầu diode này vào cái biến áp, và ở đầu ra là dương, là chúng ta đấu với dương của tụ âm, đầu với âm của tụ. Thì trên tụ hóa nó có cái vạch như này, thấy chưa? Cái vạch từ âm, còn lại là cực dương. Các bạn đấu thế là xong, rất là nhanh và đơn giản. Thì cái mình khuyên các bạn nên sử dụng cái biện pháp này này thì nó tốt hơn. Vì nghĩa diode này, nó nghĩa diode mà dòng 5A, 6A, chứng cao hơn dòng 2A là tốt rồi. Đấy, có thể lấy ở bếp từ và các nguồn ATX máy tính. Còn những cái tụ hóa này, các bạn cũng có thể lấy ở những cái nguồn hoặc những adapter rất là nhiều. Cái tụ này nó là 470 mi 50V, thì các bạn có thể lấy 560, 680 hay 1000 đều được nhé. Đấy, nó rất là đơn giản. Thì phần thay đổi, ví dụ như các bạn không có cầu diode mà các bạn kiếm được cái tụ, cái diode nó rời rạc, thì các bạn có thể đấu vào như mình sơ đồ như này nhé, được chưa? Rồi, thì bây giờ tiếp tục ở trong trường hợp là chúng ta muốn test cái biến áp này, cái này mình nói phụ thôi. Thì các bạn đầu dây nguồn 220V, các bạn đấu cho mình một sợi dây điện nhỏ, một sợi dây rất là nhỏ nhá. Bạn xoắn vào đây. Thì các bạn cắm điện này. Mình sẽ quẹt qua nó để xem cái tia lửa để biết là nó có điện hay không. Các bạn nhìn đây. Đấy, cái tia lửa. Đấy, chúng ta biết được cái biến áp này sống. Đây là cái cách mà chúng ta thể áp dụng để khi mà kiểm tra trong trường hợp chúng ta không có đồng hồ vạn năng. Thì hôm nay với những cái chia sẻ mình về sửa nguồn cho máy lọc nước AR, máy lọc nước tinh khiết RO, thì các bạn có thể tự sửa được rồi. Thì chúc các bạn thành công. Hãy like và đăng ký kênh điện tử cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn.